Thế nhưng 5 năm nữa người Mỹ mới có đủ điện thoại 5G. Trong một cuộc phỏng vấn với đài CNBC, ông Han Westbrook cho rằng khoảng 50% dân số Mỹ sẽ có thể tiếp cận với sóng 5G vào năm tới. Vùng phủ 5G nhanh chóng mở rộng như vậy là nhờ một công nghệ mới được gọi là chia sẻ phổ động và tận dụng hạ tầng của mạng 4G. Han Westbrook cũng đưa ra dự đoán rằng đến năm 2024, một nửa dân số Mỹ sẽ sở hữu thiết bị có khả năng kết nối với 5G. Hiện tại, Verizon của Hanveshberg là một trong những nhà mạng tiên phong trong việc triển khai 5G. Verizon lựa chọn giải tần millimeter wave. Đây là giải tần cho phép 5G đạt tốc độ lớn nhất. Dù vậy, vùng phủ của công nghệ này sẽ có phần hạn chế. Điều này cũng có nghĩa sóng 5G mà Verizon triển khai chỉ có thể bao phủ được một số địa điểm nhất định tại thành phố mà mạng này ra mắt. Theo Hanveshberg, mục tiêu hướng đến của Verizon là mang đến trải nghiệm vượt trội về tốc độ cho người dùng 5G và vì thế công nghệ millimeter wave đã được nhà mạng này lựa chọn vị CEO của Verizon cũng chấn an người dùng ở các vùng khác khi cho rằng, nhà mạng này sẽ sớm mở rộng vùng phủ của mình nhờ công nghệ chia sẻ phổ động. Đây là công nghệ cho phép nhà mạng có thể chia sẻ phổ tần giữa người dùng 4G và 5G. Lúc này, một phổ tần sẽ có thể sử dụng chung cho cả hai loại thiết bị, điều giúp mở rộng nhanh chóng phạm vi phủ sóng của mạng 5G. Hiện tại, chỉ có 3 loại thiết bị được Verizon bán ra có khả năng tương thích với sóng 5G, đó là LG V50 ThinQ 5G. Samsung Galaxy S10 và Motorola Moto Z4. Điều này sẽ thay đổi khi ngay trong năm tới đây, nhiều nhà sản xuất khác cũng đang có ý định chen chân vào thị trường thiết bị 5G. Đó cũng là lý do mà Han Westbrook đưa ra dự đoán rằng 50% dân số Mỹ sẽ sở hữu thiết bị 5G vào năm 2024. Hiện tại, Verizon đã phát sóng 5G tại 9 thành phố của nước Mỹ. Từ nay cho đến cuối năm, sẽ có khoảng 30 thành phố tại Mỹ được triển khai 5G bởi nhà mạng Verizon.